Bảo Yến ơi, tay ảnh đây chơi. Anh cái ngoài, anh cái giữa. Tư không được mà tư. Đây để cho con. Không không, cứ làm bình thường nha mẹ. Đút hết ly trẻ giò này cho con. Đâu có. Cái này thì mập mập thì con thử đi. Mẹ chọn cho Hải Châu là nó không ăn được. Yến. Dính chưa? Bắt được chứ? Nhưng mà nó đã mặc câu chứ. Thôi em cho anh cơm rồi chị. Hả? Em cho anh cơm. Để con Nghiệp còn quay nữa chứ. Không em quay đại chị làm gì chị làm chị đừng để ý tới em. YouTube bên đây được bao nhiêu suất rồi? Gần 1.500. Gần rồi à? Em được còn mấy chục ngàn nữa em được 1.000.000 view rồi. Ừ. Sắp kiếm được 4 đô của YouTube rồi anh ơi. Vậy đúng rồi, phải tích cực đi mới được rồi. Đi nhiều quay nhiều, nó phải có video liên tục.